Để xem anh học thư. Hôm qua em gọi anh tắt máy thì có nhắn hộp thư của anh rồi. À, hộp thư của anh nha. Vâng. Dạ. À? Rồi. Gọi không được nó nhắn lại mà đúng không? Đây là cái sát cửa khẩu bên phía Trung Quốc này. Đây nó gọi là Thiên Bảo. Chợ Bồng Thiên Bảo. Còn bên Việt Nam gọi là Thanh Thủy. Còn đây phía đất Trung Quốc này.